cái nó trả thăm mình thôi, giờ bố mẹ lại ngược dòng đi thăm con cái, đúng là nhục thật. Giờ con cái mà thành đạt là những bậc làm cha làm mẹ như em với bác là hạnh phúc nhất đấy. Tóm lại là anh không thể đi xa nữa. Bố vừa từ ở chỗ em đi, đang qua chỗ chị đấy. Đã ai nói về cháu điều gì đâu ạ? Chúng ta yêu bố.